Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch. Hòa Danh đang ở chùa Tiên Châu thuộc xã An Bình, xin lỗi, An Bình, Vĩnh Long, thuộc huyện An Bình, tỉnh Vĩnh Long, Cù Lao An Bình, là sơ đồ của chùa Tiên Châu, di tích lịch sử cấp quốc gia. Bên hiên của chùa rất là nhiều cây xanh tươi mát, mà mình thích nhất là dưới gốc cây á, có rất là nhiều rau, như là rau thơm, rau càng cua nè, rau húng quế, húng nhũi nè, rồi có cả một cái dây mình không biết phải là dưa hấu không nữa, nó đang ra trái rất là dễ thương luôn. Còn có cả một hàng lưỡi hổ. Bên trong chùa thì rất có rất nhiều bình gốm đẹp. Còn ở bên ngoài thì ở đây là những cái cây cây sứ được lai ghép giống rất là đẹp. Ngoài ra còn có nhiều cây ăn quả như là cây ổi nè, hoa hồng, và nhiều nhất đó có lẽ là hoa lan và những cái chậu hoa trang rất là đẹp. Đây là dưới gốc cây trang này có rau thơm, rồi có có hai cái chậu trúc ở hai bên, bình được trồng trong bình gốm rất là đẹp. Còn có những cái rau bạc hà rất là xanh tốt. Đấy, bạc hà này rất là ham. Chú tưới nguyên vườn này rất mệt lắm luôn, có con chó nó lẻo đẻo theo sau mà nó còn uống nước trong hồ cá nữa. Wow, hoa huệ đang mùa nở, đang nở hoa rất là đẹp, rất là thơm luôn. Ở đây có rất nhiều giống hoa, giống như là ở Đà Lạt vậy. Đây là những cái cây không biết phải là hoàng anh nữa, rồi có nhiều cái hoa giống như hoa thạch thảo. Ở đây là hồ nước, và xung quanh có mấy con rồng ngự ở phía bên trên đó là Phật Bà Quan Âm. Rồi và dưới tán cây này đó là tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền, nó có 7 cái con rồng ở trên đầu. Cây bồ đề này rất là lâu năm. Còn ở bên dưới thì xung quanh có rất là nhiều hoa, và đây là hoa sinh rồng màu vàng, hoa sinh rồng màu đỏ. Và những cây này người ta gọi là cây thuộc bài hay là cây trắc phá diệp, không biết nữa, mình không biết gọi thằng gì, hay là cây sơn tùng. Rồi mời cả nhà có dịp đến tham quan chùa Tiên Châu nha, ở Cù Lao An Bình, qua phà là đến ngay chùa Tiên Châu.